Đời này người biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ không phải là người phàm. Trong vô lượng kiếp trước đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Đời này gặp được pháp môn này mới tính nguyện thọ trì, là do được sự gia trì trong quá khứ có cúng dường chư Phật. Vô lượng kiếp trước chúng ta đã có duyên cùng A Di Đà Phật. Thế giới cực lạc là quê nhà của ta, Phật Di Đà là bổn sư của ta. Đời này duyên đã chín mùi, chúng ta muốn theo bổn sư về quê nhà. Muốn về nhà thì phải đem công việc chuẩn bị cho đàng hoàng. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị việc giảng sanh. Làm thế nào chuẩn bị tốt cho việc giảng sanh? Mỗi ngày đều phải nghĩ đến sinh mệnh là vô thường, cái chết đến gần rất nhanh. Cho nên chúng ta cần phải sớm làm cho xong những việc nên làm, không nên chờ đến lâm mạng chung không làm chủ được, tay chân lúng túng, đâu còn nghĩ đến niệm Phật. Mỗi ngày trước khi ngủ, kiểm điểm một lần, trong tâm tôi có gì không buông xuống chăng? Có còn lo ngại gì không? Nếu như điều không có gì lo ngại rồi, cho dù hiện tại có chết, cũng là quy mạng tịnh độ. Nếu như trong tâm vẫn còn rất nhiều lo ngại, còn nghĩ đến công việc này chưa làm xong, công việc kia chưa hết, vẫn còn cái này chưa buông xuống, cái kia rời không khỏi, cái lo ngại trong tâm này trở thành sinh tử oan gia của bạn. Đến khi lâm chung thì sẽ đến chướng ngại bạn giảng sanh. Cho nên hiện tại phải sớm làm xong việc cần phải làm. Cần dặn dò thì dặn dò, cần sắp xếp thì sắp xếp. Bạn phải nghĩ như vậy, có chấp trước đồ vật cho lắm, đến khi đó một thứ gì cũng không mang đi. Bạn chấp trước có ích gì? Thế giới này là giả, vì sao bạn đem giả cho là thật? Hân cầu cực lạc mà hân không thiết tha, chán lìa ta bà mà không đủ chán ngán. Đó là chướng ngại của giảng sanh. Chỉ có chán lìa ta bà mới có thể hân cầu cực lạc. Trích từ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Lớp Học Tập 215.